Chào các bạn, hôm nay shop Thành Trung xin giới thiệu với các bạn cách kết nối cái bộ TUA với cái bộ điều khiển liên lưu này. Đây là cái bộ điều khiển liên lưu này. Thì chúng ta phải xác định được các cái đầu dây của cái bộ TUA. Lên này, stop này, down này. Đây, tay điều khiển của nó này. Đây, tay điều khiển này. Thì chúng ta mới, đây là cái bộ TUA nhé. Cái bộ TUA này là cái đầu ra của nó có 6 dây này. Thì hai cái dây đen và dây nâu này. Là cái dây nguồn này. Chúng ta đấu vào thẳng vào 220V. Đấu thẳng vào 220V. Đây là cái nguồn nuôi hộp. Còn lại là bốn cái dây là xanh và vàng trắng này. Đấy. Thì chúng ta xác định tôi rút cái rắc này thôi. Chúng ta mới xác định các cái dây này. Đây nó có dây mạch của nó rồi. Có RND này. Đấy. RND này. Dây up, dây down, đấy, chúng ta xác định up, down, stop, RND. Hai cái dây ngoài này, hai dây RND. Thì đây chúng ta sẽ lấy này. Cái này nó cắm vào đây này. Cắm vào đây thì chúng ta sẽ lấy dây đỏ và dây RND. Đây hai dây ngoài này, dây RND. Đây RND này, đây RND, dây nối đất ấy. Cái dây vàng chúng ta sẽ nối vào cái dây đao vàng, nối vào đao nhé, đao là xuống đấy. Dây trắng chúng ta sẽ nối vào dây up và dây lên đấy. Chúng ta nối như này, đỏ vào RND này, vàng vào đao và trắng vào up, vậy thôi. Còn cái dây xanh thì chúng ta bỏ đi, không cần xanh, không cần, và chúng ta cắm vào đây, sau khi nối vào chúng ta cắm vào đây. Đấy. Thì chúng ta điều khiển bằng cái này. Đây là cái tay gốc, tay đi theo bộ này. Và chúng ta có thể điều khiển bằng cái này. Đấy. 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 Quan trọng nhất là chúng ta phải xác định được chúng ta cái những cái dây nào là dây RND này, dây up và dây down. Đấy, thế thôi. Chúng ta đấu vào là xong. Và đến cái bước thứ hai nữa, chúng ta kết nối trên điện thoại. Thì cái bước đấy có video hướng dẫn. Cảm ơn các bạn đã xem video.